theo danh sách mới được công bố của Liên đoàn Cầu lông Thế giới. Lê Đức Phát nằm trong nhóm giành suất dự Olympic Paris 2024. Tay vợt của Việt Nam đứng thứ 34 trong số 38 cái tên vượt qua vòng loại, qua đó lần đầu tiên góp mặt ở một kỳ Thế vận hội. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Đức Phát bởi anh từng gặp chấn thương giai đoạn cuối năm ngoái. Tuy nhiên, việc trở lại thi đấu từ đầu năm 2024 và nỗ lực tích lũy điểm số đã giúp tay vợt của quân đội vươn lên nhóm được dự Olympic. Đức Phát là cái tên thứ hai của cầu lông Việt Nam giành quyền dự Thế vận hội mùa hè năm nay sau tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh.